Cờ vua là một môn thể thao trí tuệ phổ biến trên thế giới. Với những người hâm mộ cờ vua tại Việt Nam, chắc hẳn không ai không biết đến chàng kỳ thủ 9X Lê Quang Liêm. Liêm sinh năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện cậu là một trong số ít kỳ thủ Việt Nam được mang danh hiệu đại kiện tướng quốc tế, xếp hạng 40 trong danh sách 48 siêu đại kiện tướng thế giới với chỉ số ELO 2705.0. Xin chào Thế giới văn hóa. Hôm nay Liêm xin mời Thế giới văn hóa đến thăm nhà Liêm và Liêm xin giới thiệu với các bạn đây là bộ sưu tập cúp và huy chương các loại qua các giải đấu quốc tế của Liêm trong nhiều năm nay. Hai chiếc cúp này là hai cái ngôi vị Á quân giải siêu hạng siêu đại kiện tướng Dortmund vào năm 2010 và 2011 tại Đức. Còn đây là chiếc cúp vô địch giải cờ vua nhanh và chớp nhoáng nội dung đồng đội nam tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2010. Đây là cúp giải vô địch quốc gia năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh và Liêm cũng đã đạt chức vô địch. Gia đình Liêm có 4 người, ba mẹ Liêm, Liêm và anh trai. Ba mẹ Liêm thì làm kỹ sư xây dựng, anh trai Liêm hơn Liêm 2 tuổi và là người đầu tiên dạy Liêm chơi cờ. Hiện nay thì anh trai Liêm chỉ chơi cờ cho vui và anh chủ yếu là tập trung vào việc học. Anh đang theo học thạc sĩ ở nước ngoài. Liêm bắt đầu đánh cờ vua từ năm học lớp 1. Không lâu sau khi tham gia các giải cờ vua phong trào, cậu bé Lê Quang Liêm đã bộc lộ được tài năng của mình. Và khi tròn 10 tuổi, Liêm đã tham gia thi đấu quốc tế. Các thành tích nổi bật của Liêm có thể kể đến như vô địch giải U14 Thế giới 2005, vô địch giải Kontaka Open 2009, vô địch Aeroflot năm 2010-2011, về nhì chung cuộc giải Dortmund, giải siêu kiện tướng danh giá nhất mà Liêm từng tham gia tổ chức tại Đức năm 2011, vô địch giải Spy 2011, và thông qua giải đấu này, anh đã được Trường Đại học Tổng hợp Webster của Hoa Kỳ trao học bổng toàn phần. Cái việc Liêm theo học đại học thì cũng không phải là, điều đó cũng không có nghĩa là Liêm sẽ ngừng thi đấu cờ vua chuyên nghiệp. Thật ra thì một trong những lý do chính mà Liêm theo học, Liêm nhận lời theo học tại trường Webster này là bởi vì ở đây Liêm có cái điều kiện tập luyện cờ tốt nhất so với tất cả các trường đại học ở các nơi trên thế giới, bởi vì ở đây có một cái đội ngũ các vận động viên cờ theo học cũng khá là đông và có một cái trung tâm đào tạo cờ của Susan Ponga là một nhà cửa vô địch thế giới nữ rất là nổi tiếng trên thế giới. Chỉ trừ dịp hè ra và trừ một số cái giải đấu quan trọng thì Liêm sẽ xin tạm nghỉ học để mà về thi đấu đại diện cho quốc gia, khoác áo quốc gia, thi đấu các giải quốc tế. Theo cờ vua thì cũng là do các bạn có một cái niềm đam mê, cũng giống như Liêm vậy, mình vẫn đam mê, mình có cái niềm đam mê thì mình mới học tập, mình mới rèn luyện để mình tiến xa hơn trong cái sự nghiệp của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó thì mình cũng không nên bỏ dở cái việc học văn hóa. Liêm nghĩ là cái việc chơi cờ vua nó cũng như là một cái thú vui, một cái trò chơi giải trí như là bao cái trò chơi khác. Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng là có một số cái lợi ích nhất định. Thì một số cái nghiên cứu đã chỉ ra là cờ vua, việc chơi cờ vua nó có thể giúp ích cho cái việc phát triển tư duy, cái việc tập trung trí, tập trung suy nghĩ và cái việc mình quyết đoán hơn trong những cái quyết định của mình. Thì Liêm cũng mong mỏi là các bạn sắp xếp cái thời gian của mình để nếu mà có cái niềm đam mê đó thì vẫn có những cái giờ phút chơi cờ vua vui vẻ bên cạnh những cái việc học hành căng thẳng ở trường lớp.